Ông Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với TV Shopping. Thưa quý vị, máy rửa bát đang ngày càng được sử dụng rộng rãi bởi sự tiện lợi và đặc biệt là giúp cho các chị em nội trợ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho tổ ấm gia đình của mình. Và đây cũng chính là lý do của ngày hôm nay. Chương trình TV Shopping sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cặp đôi máy rửa bát Orosan SMS78EU12EB và SMS78EU12ES với thiết kế sang trọng cùng khả năng làm sạch thông minh, sấy khô tuyệt đối và giữ nóng bát đĩa lên đến 72 giờ sau khi kết thúc chương trình rửa. Dòng sản phẩm này hiện đang được rất nhiều chị em nội trợ Việt ưa chuộng ạ. Dạ vâng, rất là chính xác anh Ngô Việt ạ. Quý vị biết không, sản phẩm này đang được trang bị tới 9 chương trình quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là chương trình rửa tiết kiệm Eco ở nhiệt độ 47 đến 65 độ C. Thứ hai là chương trình rửa yên tĩnh Silent ở nhiệt độ 60 đến 70 độ C. Thứ ba là chương trình rửa tự làm sạch máy Self Cleaning ở nhiệt độ 70 độ C. Và chương trình P1 rửa chuyên sâu Intensive ở nhiệt độ 50 đến 70 độ C. Chương trình P2 rửa thông thường Normal ở nhiệt độ 50 đến 70 độ C. Chương trình P3 rửa thủy tinh Glass ở nhiệt độ 55 đến 65 độ C. Chương trình P4 rửa nhanh Repeat ở nhiệt độ 45 độ C. Chương trình P5 ngâm trước khi rửa Shock. Và chương trình P6 rửa nồi dầu mỡ nhiều Hot Pot ở nhiệt độ 55 đến 70 độ C. Ngoài ra thì máy rửa bát Orosan còn được trang bị chức năng Fresh and Drying là chức năng sấy tươi giúp bát đũa khô tuyệt đối, giúp diệt khuẩn 99,99%. Chức năng sấy tăng cường Extra Drying giúp tăng hiệu quả sấy khô tuyệt đối sau chu trình rửa. Và chức năng rửa nhanh gia tốc Turbo Speed rút ngắn gần 50% thời gian rửa và tiết kiệm điện năng cùng chức năng an toàn khóa trẻ em. Sau khi chọn chương trình rửa và chức năng tăng cường, chúng ta chỉ việc bấm vào phím biểu tượng Stop Go để máy bắt đầu hoạt động. Vâng ạ, các chương trình rửa này chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu cần thiết cho các chị em nội trợ được không chị Trang? Dạ vâng, rất chính xác anh Ngô Việt ạ. Sản phẩm máy rửa bát Orosan được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi hãng PKM đến từ Cộng hòa Liên bang Đức cùng với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu hiện nay với công nghệ Eco Silent Dry, động cơ thông minh BLDC cho phép máy vận hành êm ái, nhanh hơn, sử dụng hiệu quả tiết kiệm trên 50% năng lượng và thời gian. Mức độ tiếng ồn dưới 45 decibel giữ cho người già và trẻ nhỏ yên giấc trong điều kiện không gian sống chật hẹp. Ngoài những công dụng tiện lợi như chị Trang đã kể trên, thì sản phẩm này còn có kiểu dáng sang trọng, tinh tế, rất thích hợp trong mọi không gian nhà bếp của mọi nhà. Máy rửa bát Orosan SMS78EU12EB hay là ES có chiều cao 77,5 đến 80,5 cm, phù hợp với phần lớn thiết kế tủ bếp và vóc dáng của người Việt Nam, dễ dàng lắp đặt mà không thay đổi thiết kế ban đầu của tủ bếp. Sản phẩm của chúng tôi có hai màu đen và màu bạc rất trang nhã, vừa tạo nên thẩm mỹ vừa hỗ trợ tối đa trong việc sử dụng hay là vệ sinh máy, như quý vị có thể thấy trên trường quay của TV Shopping đây ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Máy rửa bát SMS78EU12EB và SMS78EU12ES có dung tích chứa lên đến 13 bộ bát đĩa, tương đương với hai mâm cơm của người Việt. Máy được trang bị hai khay chứa úp bát đĩa và nồi chảo. Bên trong không gian khoang máy thì được làm bằng chất liệu inox 304, đảm bảo tuyệt đối không bị han gỉ, làm tăng hiệu suất hấp thụ nhiệt, giúp bát đũa khô nhanh và sạch hơn. Máy được trang bị 3 dàn phun áp lực cao thông minh, giúp rửa sạch những vết bẩn cứng đầu nhất. Thêm một thông tin bổ ích nữa cho những chị em nào chưa tìm được địa chỉ mua hàng uy tín chất lượng là hiện nay máy rửa bát Orosan của chúng ta đang được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại công ty cổ phần Orosan Việt Nam. Và để trải nghiệm thực tế sản phẩm, quý vị có thể đến các đại lý của Orosan trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin, quý vị có thể truy cập vào website orosan.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 9296 quý vị nhé. Có Orosan, thành thời việc bếp núc. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.